Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong cuộc họp với Thủ tướng, mặc dù chưa có chỉ thị mới, song cơ bản Hà Nội sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng là Hà Nội và cả nước sẽ sống trong trạng thái có dịch. Hà Nội là địa phương có nguy cơ, riêng hai ổ dịch của huyện Mê Linh và Thường Tín là địa phương có nguy cơ cao, những địa phương khác của Hà Nội là có nguy cơ, vì thế Hà Nội sẽ nới lỏng các hoạt động kinh tế sản xuất đối với các địa phương này và thực hiện theo chỉ thị 15. Riêng hai huyện có nguy cơ cao thực hiện theo chỉ thị 16. Thủ tướng cũng yêu cầu bắt buộc, tức là những cái trên đấy là những cái nhưng mà yêu cầu bắt buộc là mọi người sinh hoạt thì trong mọi trường hợp đi ra ngoài khỏi nhà phải đeo khẩu trang. Thế và trong sinh hoạt là cũng phải đeo khẩu trang, cả các cơ quan cũng phải đeo khẩu trang. Ra ngoài mọi nơi, mọi địa điểm, tức là khi đi ra đi vào thì đều phải rửa tay. Tôi nói đơn cử là tức là từ đi ra phòng họp, đi ra trên ô tô, xuống ô tô, thế rồi liên quan đến vào thang máy, ra khỏi thang máy. Thì đấy là nói tóm lại ra vào mọi nơi thì phải rửa tay. Tiếp tục khuyến cáo mọi người dân là không có việc cần thiết thì không nên đi ra ngoài. Theo đề xuất của Công an thành phố Hà Nội, 0 giờ ngày mai 23 tháng 4, Hà Nội sẽ dỡ bỏ 30 chốt cách ly. Hiện nay Hà Nội vẫn duy trì 30 chốt kiểm dịch ra vào thành phố, 25 chốt ở các đường nhánh, tổng kiểm tra 418.000 người và phương tiện ra vào thành phố. Vẫn tiếp tục thực hiện chỉ thị 16, riêng trong tuần qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra rà soát 265.000 người ra vào thành phố. Qua đây cho thấy lượng người ra vào thành phố tăng lên đáng kể mặc dù chỉ thị 16 của Thủ tướng vẫn có hiệu lực. 11 đối tượng chống người thi hành công vụ. Nguyên nhân chủ yếu các cái vụ chống người thi hành công vụ chủ yếu là do các đối tượng tụ tập ăn uống rồi hát karaoke gây mất trật tự công cộng trong cái thời gian cách ly xã hội. Cũng theo thông tin từ Bộ Công an, C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Đào Thế Vinh sinh năm 1975, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam, Nguyễn Trần Duy, tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khoa học Vitech, Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Y tế Phương Đông.